shop.dumomdubai.com, ông nội của uy tín, cụ tổ của an toàn. Nếu em muốn thử vận may với các vòng quay thì hãy vào shop của mình nhá. Ok anh em. Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Và mình là Đức Bom đây em ơi. Thì hôm nay mình sẽ làm một vlog nha các bạn nhá. Thì đã rất là lâu rồi mình chưa làm vlog. Hiện tại mình đã chuyển ra nhà mới rồi. Và nhà mới của mình hiện tại đang ở là ở Bắc Linh nhá mọi người nhá. Đây, có thể quay cho mọi người xem này. Xung quanh rất là rộng luôn. Đó, một cái sân to như này thì mình sẽ làm một cái sân bóng gọi là mini để đá bóng. Còn đây, các bạn thấy không? Thuê cả nhà luôn, có cả tầng 2 luôn. Còn phòng bọn mình ở đây, có mấy anh em ở chung để quay vlog ấy. Thì ok, và từ giờ mình sẽ làm vlog thật là nhiều cho các bạn. Nên là các bạn nhớ là ấn like cho mình các bạn nhá. Thì đây, đây là bộ quần áo mình vừa mới đặt chân đến, một cái là mình đã làm với anh em mình luôn. Đó, FC Coi Quê đấy, cả cấp không? Tên của mình là Phương Đức nhá. Thì ở đây, nhà rộng lắm các bạn. Đây, đi theo mình. Nhà rộng tinh thang luôn. Đấy, trong đây có cả nhà vệ sinh nữa. Thực ra có hai cái nhà vệ sinh các bạn ạ. Đây này, thấy không? Rất là kiểu thanh bình luôn, ở quê nhá mà đi vệ sinh nhá, nghe tiếng chim hót với cả tiếng chó sủa thì đúng là lo-fi luôn. Đó, các bạn thấy yên bình không? Thì ở đây buổi đêm thì nghe thấy tiếng chó sủa này, tiếng dế kêu này, nghe nó rất là yên bình luôn. Đó, các bạn nhìn này, cánh cò bay phải gọi là gãy cánh luôn. Thì nói chung là mình đã chuyển đến Bắc Linh sống rồi anh em ạ. Ở đây thì nói chung là rất nhiều người biết mình luôn. Và mỗi khi nhớ đến Bắc Linh là mình sẽ nhớ đến một YouTuber, đó chính là anh Phương Hữu Dưỡng. Đấy, thì bây giờ bọn mình sẽ đi tìm nhà của anh Phương Hữu Dưỡng nhá. Đi thôi. Nhưng mà làm gì biết nhà anh ở đâu mà kiếm? Ờ nhờ. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải khoanh vùng. Đầu tiên thì anh Phương Hữu Dưỡng sẽ không ở trong thành phố nên là sẽ loại trừ thành phố ra. Và bây giờ chỉ còn lại những cái vùng lân cận thôi, ví dụ là Yên Phong này, Bình Sơn này, Quế Võ này. Đó, chỉ còn tầm 3-4 khu vực như vậy thôi. Và bọn mình sẽ xem lại những cái clip cũ của anh Phương Hữu Dưỡng để xem là có lộ cái vị trí hay là cái bản đồ gì nó nằm ở trên cái biển quảng cáo không. Nếu mà lộ ra một cái tí manh mối nào, bọn mình sẽ lần theo, bọn mình sẽ đi đến và tìm nhà anh Phương Hữu Dưỡng. Ok. 2000 years later. Một đống thanh niên. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Ngày nào nó cũng chặn ở cửa nhà mình anh em ạ. Kiểu như là muốn ăn tươi nuốt sống ấy. Nhưng mà thôi, mình đang bận rồi anh em, mình không tiếp được. Đó, thì bây giờ bọn mình đã lên đường rồi. Đó, anh em thấy không? Cái làng của mình đẹp không? Làng của mình hơi bị yên bình luôn. Ok các bạn ơi, và mình đã biết được vị trí của anh Dưỡng qua một cái clip cách đây khoảng 2 năm. Thì mình có xem được một cái địa chỉ ở trên cái biển quảng cáo ấy các bạn. Và bây giờ mình sẽ lần theo cái địa chỉ đấy. Thì cái địa chỉ đấy nó ở Lương Tài các bạn ạ. Bây giờ bọn mình sẽ lên đường đi thôi. Đây có hai thanh niên này, mình sẽ hỏi xem có biết nhà anh Dưỡng không nhá. Em ơi, cho anh hỏi tí, em biết nhà anh Dưỡng ở đâu không? Ôi, chứ không lắm. Ừ, biết nhà anh Dưỡng ở đâu không? Em có ạ. Ơ, chỉ anh được không? À, anh đến với Lương Tài. Lương Tài á? Vâng. Có sao? Cũng gần đây thôi anh. Đủ. Đó, hai thanh niên cũng biết mình. Ê, chỉ đường anh đây. Vâng. Ok. Thế là có hai thanh niên chỉ đường thôi anh em ạ. Lại còn biết mình nữa, tuyệt vời. Em ơi, anh hỏi tí, em biết nhà anh Phương Hữu Dưỡng ở đâu không? Không biết à? Ok, cảm ơn nhá. Tính ra là khoảng 5 km nữa là đến Lương Tài rồi mà mình không biết là hỏi ai nữa. Ở ngoài đường thì không gặp ai. Giờ mình hỏi ai bây giờ nhỉ? Tự nhiên lạc vào trong cái đường toàn cỏ như này. Ai gặp chị bò này. Chị ơi, chị có biết nhà anh Phương Hữu Dưỡng ở đâu không? À ok, ok. Chị chỉ là đi theo hướng thẳng sang bên kia các bạn ạ. Ok. Gặp người tốt. Ô các bạn ơi, mình đi linh tinh mà mình lại đi trúng nhà anh Phương Hữu Dưỡng này các bạn ơi. Không cần phải hỏi ai luôn. Đó. Nhìn thấy cái lá cờ Việt Nam là các bạn biết rồi.
đây là nhà anh Phương Hữu Dưỡng, từ ở ngoài đi, ở ngoài đi. Dạ vâng. Đây, đây là nhà của anh Phương Hữu Dưỡng nhá. Ok các bạn ơi, thì mình đi bừa linh tinh, mình cũng đi trúng nhà anh Phương Hữu Dưỡng các bạn ạ. Kiểu một cái xã nó to ơi là to luôn ấy, mà mình vẫn tìm được nhà của anh Phương Hữu Dưỡng. Kìa, mấy thanh niên kia còn biết mình nữa chứ. Đấy. Đây là con của anh Côn này. Bố đâu? Dân, chú đi tìm bố. À, ê, chú Côn đâu? Con không biết. Đi chỉ chú ra gặp chú Côn đi. Nhà chú Côn ở đâu? Ở đằng kia. Trong phòng à? Các bạn ơi, đây là anh Côn các bạn nhá. Đấy, anh Côn ấy. Các bạn nhớ đăng ký kênh của anh Côn nhá. Kênh của anh là gì nhỉ? Phương Hữu Côn. À. Các bạn nhớ đăng ký kênh Phương Hữu Côn nhá. Ok. Thì mình nhìn thấy là cháu của anh Côn đang cầm cái cây gậy lò xo. Không biết bao nhiêu cân. Chắc là 120 cân. Cái này là 20 cân. Chú mượn chú bẻ cái. Úi trời. Tính mua bim bim cho, tính mua bim bim cho. Đấy. Ê, đây mình bạn chú mua bim bim cái là chùm lửa. Bây giờ mình sẽ bẻ thanh lò xo nhá. Ở trên TikTok người ta bây giờ đang hot cái thanh lò xo này. Thanh này 120 cân. Thấy không? Mình khỏe hơn cả mấy cái ông trên TikTok. Cái cây của anh Côn các bạn ạ. Mấy đứa đây biết anh là ai không? Anh Côn. Là ai? Anh Côn. Lỗi phết đấy, anh không biết thật. Vẫn phải qua mà anh biết. Cho anh em 2 triệu 3 người theo dõi. 2 triệu 3? Vâng. Chạy hạng ghê vậy. Vâng, em cũng vừa làm game vừa làm vlog ấy. Em làm cũng mới được 2 năm rồi. Bọn em chắc lỗi là game hơn đúng không? Vâng, nói chung là có một thời gian em quay vlog thì cũng được nhiều người biết đến ấy. À. Quay vlog. À, bên anh Côn dẫn em đi xem có qua ở bên xung quanh nhà không anh? Em cũng không vào nhà. Đấy. Bố đây anh Côn. Bé em gì? À đây là con của anh Côn. Ờ, đây là đứa thứ ba của anh. Đứa thứ ba. Đứa thứ 4 rồi. Không. Đây là cổng nhà của anh Côn nhé. Hiện tại thì anh Dương đang ở trên cái quán ở thành phố ấy. Cái quán đồ thể thao các bạn. Chào bác. Chào các cháu nhá. Nhà thì rất là chật chội các bạn ạ. Đây cái sân mà trên clip rất là rộng luôn. Cái sân này rất là rộng mà ở ngoài nhìn cũng không được to lắm. Đây là mấy cái đồ mà anh đang quay clip này. Sân bạc Gôn. Gôn ấy, sắp tới là có dự án mới. Chắc là mình làm lộ anh em ạ. Không. Đây con xe huyền thoại này. Con xe huyền thoại. Ô nhà đang xây ở anh? Đâu? Nhà anh thì đất chỉ đến đây thôi. Và đất trên đây nhà đang xây là nhà của em Phong. Phong nhà đang quay anh Phong ấy cùng anh Hiến ấy. Anh Côn là người chế ra câu dí. Đây hết địa phận rồi. Đây là nhà anh Phong rồi. Ok, không có gì. Các bạn, đây là thanh đồ long đao trong truyền thuyết. Nhưng mà thanh này màu đen các bạn ạ. Trên TikTok là màu vàng, bây giờ mình sẽ thách anh Côn là bẻ được cái thanh này nhá. Không biết là anh Côn có bẻ được không? Màu đen này anh bẻ được, đang tập luyện cái bẻ cái màu đen này để chuẩn bị chinh phục cái màu vàng các bạn. Nhưng mà bẻ được vẫn phải tì gối các bạn nhá. Đây, các bạn xem anh Côn thể hiện đây. Ui anh Côn bẻ thật sự luôn. 100 kg màu đen là anh bẻ được. Để em thử nhá. À. Các bạn ơi, mình bẻ dễ mà, cái này nhẹ mà. À, tì vào gối em cứ ấn xuống rồi dần dần đẩy ra. Cũng khả năng cũng được đó. Ok. Cô chịu các bạn ạ. Cái này có 20 kg. Cái đấy 20 kg lại tôi bốc phét 100 kg các bạn. Thì không biết là các bạn có thích mình mấy hôm nữa sẽ quay một số clip với anh Côn không, thì các bạn nhớ là ấn like clip này cho mình nhá. Và nhớ đăng ký kênh của anh Phương Hữu Côn. Bây giờ tối các bạn ạ, nên mình sẽ phải về sớm. Còn các bạn muốn xem cái quán của anh Phương Hữu Dưỡng chắc là để clip sau nhá. Ok, bye bye các bạn nhá.